Vâng, xin mến chào cả nhà nha. Thì lời nói đầu tiên cho anh Xúc xin chúc cả nhà luôn luôn thành công trong công việc cũng như tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay anh quay ở qua vườn bên đây. Anh quay cây có cái chậu vàng đó xưa, tác phẩm nở đẹp lắm. Anh những bữa có quay rồi phải ta. Mà nay nở bông full hết rồi. Nó nở hết nửa vòi à. Mà hoa rất là to để cho cả nhà ngắm lại. Sẵn tiện ngắm cây trên vườn luôn. Thì bữa anh cũng chia sẻ cái phương pháp mà muốn ra chậu tác phẩm to thì mình tìm xây to. Nhưng mà nếu mà so với những cây to mà mình chơi tầm cao lên nữa, ví dụ như hóc môn hay là cam lửa hay là chớp lửa VDA, thiên long lửa rồng, thì những cây dài nó sẽ rất là mất tiền. Cho nên hôm nay anh sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái mẹo, một cái cách nhìn, một cái cách chăm sóc để cho mình sưu tầm những cái cây giống tầm cao, ví dụ như hóc môn đổ lên, những cây nhỏ thôi, mà mình sẽ làm như thế nào để cho sau này đẻ ra những cái mầm dài, thì dài từ cái này thôi nhưng mà nó sẽ dài ra ha. Cũng đơn giản rất là nhiều. Còn nếu mà anh em mà không biết cứ tách chiết ra liền là cây nó sẽ không bự được. Đây anh sẽ có cái tại vườn cho anh em xem. Đây ví dụ như anh em không, mình thích con giống tầm cao, mình thích cái mặt hoa đó đi, ví dụ như đây là cây hóc môn, thì ân hay chia sẻ những cọng nhỏ như thế này nữa. Cọng nhỏ như thế này thôi là vườn ân đã chia sẻ 2 triệu mấy một cây rồi đó. Nếu mà dài ra thì nó giá nó sẽ rất là cao, cho nên một cái mẹo nhỏ từ cái cọng này mình sẽ ra những cọng dài luôn. Thì như thế nào mình chăm ngay từ đầu, ân đã chăm cái cọng này ha. Đó thì cái cọng này thì là cọng đầu, anh em mình chăm cứ bình thường, miễn sao mình cố gắng làm cho cái bầu rễ cái cọng đầu này nó khỏe đó, nó khỏe và chắc chắn nó sẽ đẹp. Nó đẻ cái nhịp này là nhịp thứ nhất nè đó. Ở nhà anh em mình mà muốn nhân giống liền mà cứ tách cái nhịp này ra, cái cây này nó sẽ yếu chắc chắn luôn. Nếu mà nó đẻ ra một nhịp mà mà anh em tách cái nhịp này ra thì cái nhịp này nó sẽ yếu nè. Thì cái mẹo ngày hôm nay anh em phải để luôn, anh chia sẻ thực tế trên vườn ha. Ví dụ cây này nó đẻ ra, thì đẻ ra cây này thì khi mà nó thắt ngọn á, anh em để luôn, để cho hai thân, hai bộ rễ, nó sẽ đẻ thêm một nhịp nữa là cái nhịp thứ hai, là cái cây này nó sẽ lớn hơn cây mẹ. Đó, thì anh em muốn cái nhịp này anh em muốn tách chiết thì anh em tách chiết. Còn nếu như mà anh em muốn nó dài hơn nữa thì để luôn, để cái nhịp này nó đứng ngọn tới đây đi, là anh em đợi nó đứng ngọn nó đẻ tiếp, là bắt đầu cái nhịp thứ ba nó sẽ dài như thế này ha. Nó chỉ rất là đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà những cái cọng nhỏ như thế này mình sưu tầm về á, mình thích tách ra liền á, thì cái cọng đầu này sẽ yếu đi, nó sẽ đôi khi nó sẽ tớp lại luôn, nó rất là yếu đó. Cho nên như mấy cọng này đây, cho nên anh em mình phải hiểu cái quy tắc của nó sưu tầm giống như cọng nhỏ như thế này nè ha. Thì cái nhịp này nó ra nó đứng ngọn, không được tách ra luôn nha. Cứ để cho đẻ tiếp một nhịp nữa thì cái nhịp thứ hai nó rất là to nè anh em thấy. Nhớ mặc dù là cái cọng đầu của nó chỉ có 3 cái lá thôi. Dendro thì nó rất dễ chăm nhưng mà nó phải cần có thời gian và mình phải hiểu được cái quy tắc của nó. Ngày hôm nay thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhân tiện cho cái nhà đi tham quan vườn luôn. Đằng đây có cái hoa thiên long. Còn mà về mấy những cây bình dân như vàng đó xưa thì anh em thấy em muốn làm ra tác phẩm to thì cũng bự lên một tí ha. Còn clip sau thì anh sẽ nói về cái chế độ phân thuốc cho anh em. Nhiều khi bữa giờ anh có quay show phân thuốc ra cho anh em mà nhiều anh em không biết. Để clip sau đi anh sẽ chia sẻ ra ngày này phun cái gì, tháng phun bao nhiêu lần. Một tuần phun 2 lần thôi. Nhưng mà sẽ chia phân thuốc ra cho anh em nhiều khi mới chơi lấy cái đó làm tư liệu để mình chăm cái cây cho vườn mình thật tốt ha. Thì anh em nào có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận cho anh đi, để anh biết anh ra thêm nhiều video thực tế hơn gửi đến cho tất cả các cô chú các anh chị đam mê yêu hoa lan nha. Xin chào.